Tình trạng già hóa trong quân đội Ukraine đã trở nên đáng báo động. Một chỉ huy lữ đoàn của Ukraine cho biết độ tuổi trung bình trong tiểu đoàn của ông là 45. Khi tên lửa Nga bắt đầu rơi, một số quân nhân Ukraine chạy nhanh đến chỗ ẩn nấp của một tầng hầm gần đó. Andriy Pidunyak, một quân nhân Ukraine ở độ tuổi 40 cho biết, có một người lính 48 tuổi đi rất chậm và có một hàng xếp phía sau anh ta để chờ vào hầm. Người lính này cho biết không có ai thiệt mạng, nhưng sự chậm trễ này thực sự nguy hiểm nhưng tình huống này đã trở nên quá quen thuộc. Tờ The Times của Anh cho biết, khi cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc năm thứ hai, phần lớn lực lượng quân đội Ukraine là những người đàn ông trung niên. Dmitry Berlim, chỉ huy lữ đoàn 32 của Ukraine cho biết, tuổi trung bình trong tiểu đoàn của tôi là 45. Ở độ tuổi đó, thật khó để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với một số người, ngay cả việc mang đạn dược và áo giáp đến các vị trí trên tiền tuyến cũng đã khó khăn rồi. Năm 2021, độ tuổi thành viên tại ngũ trung bình của lực lượng vũ trang Mỹ là 28. Và năm 2023, độ tuổi trung bình của nhân viên lực lượng vũ trang Vương quốc Anh là 31. Cũng theo tờ The Times, lứa quân nhân đầu tiên khi bắt đầu cuộc chiến năm 2022 ở Ukraine, chủ yếu là những người đàn ông ở độ tuổi 40 trở lên, đã có gia đình. Nhiều người kỳ vọng lữ đoàn của họ sẽ sớm được tăng cường bởi những tân binh trẻ hơn. Nhưng ít ai tin rằng cuộc chiến sẽ kéo dài hoặc họ sẽ ở lại mặt trận gần 2 năm. Một số thừa nhận họ đã gần như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Một người lính 50 tuổi tham gia từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến đang hồi phục sau vết thương do mảnh đạn ở Kharkov cho biết tôi sắp suy sụp. Roman Kostenko, một chỉ huy quân sự ở vùng Kherson cho biết có một số người trẻ tuổi tình nguyện chiến đấu nhưng điều này là chưa đủ. Có vấn đề trong việc tuyển dụng cho các đơn vị tấn công như lính dù, thủy quân lục chiến và lực lượng tác chiến đặc biệt vốn đòi hỏi sức bền và thể lực. Những đơn vị này cần phải có nhân lực trẻ hơn. Gần 2 năm chiến đấu dưới chiến hào không ngừng nghỉ khiến nhiều binh sĩ Ukraine thấm mệt và thèm cảm giác được về nhà. Sau ca gác đêm, một người lính Ukraine gần mặt trận phía đông bắc thả mình xuống chiếc giường nhỏ bên trong hầm trú ẩn, chiếc mũ che kín đôi mắt nhắm nghiền của anh ta. Ngoài trời, nhiệt độ xuống tới âm 8 độ, tuyệt lạo xạo dưới chân khi các binh sĩ từ lữ đoàn cơ giới số 41 của Ukraine di chuyển quanh chiến hào của họ phía đông thị trấn Kupiansk. Vadim, 31 tuổi, thành viên lữ đoàn cho biết, thật khó khăn nhưng chúng tôi đang cố gắng cầm cự, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Quân đội Ukraine đang phải vật lộn tìm tân binh cho tiền tuyến, trái ngược với khung cảnh tình nguyện viên yêu nước ồ đăng ký ra trận khi xung đột mới nổ ra hồi đầu năm 2022. Ukraine đã giành quyền kiểm soát thị trấn Kupiansk và khu vực Kharkov bao quanh từ tháng 9 năm 2022. Sau một chiến dịch phản công chớp nhoáng, nhưng kể từ mùa hè năm 2023, lực lượng Nga liên tục nhắm mục tiêu vào nơi này và đêm cho hay họ liên tục tấn công và tiến lên. Trong năm đầu tiên, tinh thần chiến đấu vẫn cao nên họ không sợ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, chúng tôi đơn giản là quá mệt mỏi, bởi vì đã 2 năm rồi, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và đêm nói. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 12 năm 2023 tuyên bố quân đội muốn huy động tới nửa triệu quân để chiến đấu với khoảng 600.000 lính Nga được triển khai ở Ukraine. Nhưng hồi đầu tháng, Quốc hội Ukraine đã từ chối thảo luận về một dự luật gây tranh cãi nhằm huy động thêm binh lính trước sức ép từ công chúng và các nhà lập pháp. Đối với một đội quân đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực, đây thực sự là tin xấu, chưa kể đến việc họ phải rút bớt về hậu phương những binh sĩ đã phục vụ trên tiền tuyến suốt quãng thời gian dài. Vadim cho biết, Tất nhiên là chúng tôi muốn xuất ngũ vì mọi thứ thật khó khăn. Tôi đã không gặp gia đình mình 6 tháng qua. Anh nói thêm, dù họ có cho chúng tôi 10 ngày nghỉ cũng không giải quyết được vấn đề. Điều đó chẳng ích gì. Nghỉ ngơi như vậy có nghĩa lý gì? Sẽ tốt hơn nếu họ cho chúng tôi nghỉ ngơi ít nhất 6 tháng. Quân đội Ukraine hiện phải đối mặt với áp lực mới của lực lượng Nga trên khắp các mặt trận. Sau một năm giao tranh quyết liệt mà không thể giành được những lợi ích lãnh thổ lớn, Nga đang tung thêm nhân lực vào cuộc xung đột và tăng cường tấn công vào các vị trí của Ukraine. Cường độ các cuộc tấn công nhắm vào chúng tôi rất lớn và nhiều người bị thương hơn chúng tôi dự tính. Một binh sĩ Ukraine có tên là Alexander, 20 tuổi nói. Người này cho biết thêm, tinh thần chiến đấu sụp sôi ban đầu bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Kể từ những ngày đầu chiến sự, chúng tôi hầu như luôn ở tiền tuyến. Mọi người đều thấm mệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi cuộc chiến với Nga chuẩn bị bước sang năm thứ ba, Lãnh đạo Ukraina đối mặt với thử thách mới, đó là thu hút sự chú ý của đồng minh phương Tây. Kể từ khi xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023, gần như mọi sự chú ý của phương Tây đã dịch chuyển từ Đông Âu sang Trung Đông. Sự chú ý đó càng tăng lên sau khi lực lượng Mỹ và Anh tập kích nhóm Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng này vào tàu hàng ở Biển Đỏ. Trong khi xung đột ở Trung Đông leo thang, cuộc chiến của Ukraina để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ đang xa lầy và trước mắt không có dấu hiệu tiến triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Moscow vẫn duy trì các mục tiêu đã đặt ra với chiến dịch ở Ukraina, gồm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraina, điều mà Kiev kiên quyết bác bỏ. Ông Putin cũng nhiều lần khẳng định, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraina, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev dựa trên lợi ích quốc gia của Moscow. Tuy nhiên, Nga gần đây tăng cường tập kích vào các thành phố của Ukraine trong mùa đông và dường như không quan tâm đến việc sớm kết thúc chiến sự. Giới lãnh đạo Ukraine không chấp nhận các cuộc đàm phán có thể buộc họ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, ngay cả khi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev ngày càng đối mặt với nhiều trở ngại chính trị. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine. Tình hình trở nên khó khăn với Ukraine sau khi chiến dịch phản công được kỳ vọng bắt đầu vào mùa hè năm 2023 lâm vào bế tắc. Nga đã chống đỡ thành công các cuộc phản công của Ukraina và gần đây chiếm thế chủ động trên chiến trường dù lực lượng của họ cũng gặp nhiều khó khăn. Bên ngoài Ukraina, thành trì ủng hộ dành cho Kiev đang xuất hiện nhiều vết rạn. Dạ. Đề xuất viện trợ bổ sung 60 tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden cho Ukraina đang bị mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ. Các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu cũng chưa thể thúc đẩy gói tài chính hơn 50 tỷ đô la hỗ trợ cho Ukraina trong 4 năm tới sau khi Hungary phủ quyết kế hoạch tháng trước. Song, Kiev và một số đồng minh nhiệt thành nhất đang cố gắng duy trì và củng cố nền tảng ủng hộ của phương Tây. Ngày 14 tháng 1, Ukraina tiếp tục nhóm họp cùng các nước đang phát triển và đồng minh phương Tây ở Davos, Thụy Sĩ để thảo luận về một kết quả công bằng và lâu dài cho cuộc chiến. Kyiv coi cuộc họp này là rất quan trọng để củng cố nền tảng ủng hộ quốc tế và tăng cường áp lực lên Điện Kremlin. Bên cạnh một số đồng minh dao động, Ukraina vẫn nhận được nhiều hỗ trợ từ các lãnh đạo châu Âu. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 12 tháng 1 đã thăm Kiev và thông báo cam kết viện trợ trị giá 3 tỷ đô la, nhiều hơn một chút so với mức Anh đưa ra trong hai năm trước đó. Tân Ngoại trưởng Pháp đã tới Ukraine một ngày sau đó trong chuyến công du đầu tiên của ông. Ngày 8 tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích phần lớn quốc gia trong EU không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông nhấn mạnh châu Âu cần phải tăng cường viện trợ cho Kiev, đồng thời khẳng định chính phủ Đức sẽ hỗ trợ Ukraine tới cùng. Đức hiện là một trong những nhà viện trợ tài chính và vũ khí hàng đầu cho Ukraine Cuối năm 2023, Berlin nhất trí tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev vào năm 2024 lên 8,8 tỷ đô la. Ông Sol tin rằng EU cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ hơn 50 tỷ đô la cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, đó chỉ là vài điểm sáng le lói trong bức tranh ngày càng ảm đạm của Ukraine. Thất bại trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 đã làm phức tạp thêm nỗ lực vận động ủng hộ trong nước của các nhà lãnh đạo phương Tây. Trong năm đầu xung đột, các nhà lãnh đạo phương Tây có thể dễ dàng thuyết phục dư luận nước mình về nỗ lực đánh bại Nga. Nhưng giờ đây, cuộc tranh luận xoay quanh những mối đe dọa nếu Nga chiến thắng. Theo nhà nghiên cứu tại Viện các vấn đề an ninh và quốc tế Đức, Janis Kluk, tình hình khó khăn hơn nhiều vì lập luận của các nhà lãnh đạo phương Tây hiện nay chủ yếu dựa vào nỗi sợ hoặc nguy cơ thay vì gợi cảm hứng về thành tựu hay chiến thắng. Do đó, theo thời gian, thuyết phục công chúng ủng hộ Ukraine càng trở nên khó khăn hơn. Các nhà ngoại giao tham gia cuộc họp cuối tuần qua nhận định Ukraine có rất ít cơ hội để thay đổi lập trường của các nước trung lập lớn như Ấn Độ, Indonesia, Ả Rập Saudi, Nam Phi và Brazil tiếp tục theo đuổi mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Nga. Động lực cho các cuộc thảo luận về hòa bình của Ukraine đã suy yếu khi thế giới tập trung cho xung đột israel hamas và Mỹ đối mặt với chỉ trích quốc tế ngày càng tăng vì ủng hộ chiến dịch của Israel ở Gaza. Cuộc xung đột đã khiến gần 24.000 người thiệt mạng ở đây. Ukraine hy vọng sử dụng các cuộc thảo luận như vậy để thu hút ủng hộ đối với yêu cầu ngừng giao tranh, buộc Nga phải rút tất cả lực lượng họ đang kiểm soát ở Ukraine trước khi ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Những quốc gia tham dự cuộc thảo luận để bày tỏ sự ủng hộ đối với lối thoát hòa bình cho xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Cresto tuần trước cho biết đã đến lúc phải đàm phán nghiêm túc về chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Ukraine, phần lớn châu Âu và nhiều quan chức Mỹ không tin Nga sẽ nghiêm túc với các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuần trước, ông Zelensky nói lệnh ngừng bắn chỉ giúp Nga có thêm thời gian củng cố về lực lượng và vũ khí. Giới quan sát nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ khó có thể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trước khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Nếu ông Donald Trump giành chiến thắng và tái đắc cử, đó nhiều khả năng sẽ là một cú hích cho Nga. Ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine và Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lo ngại rằng Trump sẽ làm điều đó bằng cách ép Kiev chấp nhận các điều kiện đàm phán bất lợi với Moscow. Mỹ là quốc gia viện trợ hàng đầu cho Ukraine và nếu Mỹ rút lui, khó có quốc gia nào khác có thể bù đắp khoảng trống, theo Viện Kiên của Đức. Các nhà phân tích cảnh báo bất kỳ sự suy giảm nào trong viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine cũng sẽ làm tê liệt nỗ lực chiến đấu của Kiev. Tuần trước, ông Zelensky tới thăm ba nước vùng Baltic. Chuyến công du được cho là nhằm củng cố nền tảng ủng hộ các đồng minh, kêu gọi thêm viện trợ phòng không cho Ukraine. Khi phát biểu tại Estonia, ngày 11 tháng 1, ông Zelensky thừa nhận cuộc chiến kéo dài không tốt cho Ukraine. Chúng tôi phản đối cuộc chiến này từ đầu và vẫn giữ quan điểm này đến cùng. Tuy nhiên ông khẳng định ngừng bắn sẽ chỉ có lợi cho Nga và sự do dự viện trợ của phương Tây sẽ khuyến khích Nga tiếp tục cuộc chiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.